Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Đào Công Huy, học sinh lớp 2A9, trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng. Các bạn biết không, René Descartes, nhà triết gia, nhà khoa học, nhà toán học người Pháp đã nói, đọc sách hay không giống như trò chuyện với các bộ óc tuyệt vời nhất của những thế kỷ đã trôi qua. Sách mang lại ý nghĩa vô cùng to lớn, là thói quen đọc sách sẽ giúp ta tăng cường khả năng giao tiếp, phát huy trí tưởng tượng, óc sáng tạo, rèn luyện khả năng diễn đạt ngôn ngữ và điều quan trọng hơn cả ai cũng biết. Đọc sách trước tiên là để giúp chúng ta nuôi dưỡng tâm hồn phong phú. Xin mời các bạn cùng tham quan kho tàng kiến thức của riêng mình nhé. Đây là tủ sách của mình đấy. Ở đây có rất nhiều cuốn sách cùng các thể loại khác nhau. Sách lịch sử, sách văn học, truyện tập thơ, sách khám phá thế giới và các bộ truyện tranh nổi tiếng thế giới. Ngay từ khi còn nhỏ, mình đã được nghe bà và mẹ đọc cho nghe những mẩu truyện ngắn trước giờ đi ngủ. Tuổi thơ của mình dần lớn lên từ những câu chuyện ấy. Vào lớp 1, mình đã tự đọc sách và mình rất ham đọc sách. Biết được điều đó, bố mẹ luôn ủng hộ và đã tặng cho mình nhiều cuốn sách hay, có ý nghĩa. Với mình, mỗi cuốn sách như những người bạn mang nhiều điều thú vị khác nhau. Và có lẽ, những cuốn sách về lịch sử là mình đam mê nhất. Đến với cuộc thi cuốn sách tôi yêu, mình xin giới thiệu với các bạn cuốn sách Hành trình Nội A, một cuốn sách khai quát lịch sử triều đại nhà Trần, đồng thời khơi dậy niềm đam mê tìm hiểu lịch sử của người đọc. Đây là cuốn sách tranh nghệ thuật của tác giả Trần Tuyết Hàn, một họa sĩ trẻ tốt nghiệp trường Đại học Mỹ thuật Hồ Chí Minh. Cuốn sách sẽ đưa các bạn đi ngược thời gian, đắm mình vào một thời đại rực rỡ gần 8 thế kỷ trước, xã hội nước Đại Việt thời Trần. Trong chiều dài lịch sử dân tộc, hành trình Đông A như tái hiện lại khoảng thời gian 175 năm qua các đời vua trị vì thời Trần với tên nước là Đại Việt, cùng những sự kiện lịch sử quan trọng, các nhân vật nổi tiếng và không gian sinh hoạt của ông cha ta thời đó. Theo lối chiết tự, chữ Trần được ghép từ hai thành phần chữ Đông và chữ A, do đó Trần còn được gọi ẩn dụ là Đông A. Khi nhà Trần giành chiến thắng trong ba cuộc kháng chiến chống quân Nguyên Mông, khí thế chiến đấu của quân dân nhà Trần được gọi là Hào khí Đông A. Hào khí Đông A, hạt nhân sức mạnh Đại Việt thế kỷ 13. Nhà Trần lãnh đạo quân dân Đại Việt với đỉnh cao là 3 lần đánh thắng giặc Nguyên Mông. Chiến thắng vĩ đại của quân dân triều Trần đã nâng cao vị thế của vương triều Trần trong lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc. Bên cạnh các chiến công hiển hách, vang dội cùng các vị danh tướng và danh hiền, cuốn sách còn khái quát khung cảnh đất nước, con người Đại Việt, cung cấp cho người đọc những kiến thức về sản vật được làm ra từ những đôi tay của nghệ nhân tài hoa như gốm, vải, giấy và kiến trúc, điều khắc mà thế hệ sau này vẫn sử dụng. Cuộc sống bình yên hòa vào hương sắc thiên nhiên, những ngôi làng trù phú, những cánh đồng lúa chín, con đường lại hiện ra một cách chân thực qua nét vẽ của tác giả. Mình chắc chắn khi đọc cuốn sách Hành trình Đông A, các bạn sẽ vô cùng thích thú với hình ảnh minh họa, băng tin biểu cảm và ca gợi chiều sâu suy nghĩ. Người đọc đột phá sức liên tưởng về những năm tháng vàng son của đất nước Đại Việt. Chúng ta như được sống lại trong một thời khắc huy hoàng của dân tộc, càng thêm trân trọng những gì ông cha ta đã xây dựng và cố gắng phấn đấu để đưa nước Việt Nam ngày càng phát triển. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Ba lần chiến thắng Nguyên Mông, hào khí non sông rạng danh con làng.
dọc chiến dương bắt quân Hồ Hàm Từ, làm quân thủ hồn kinh trước làn sóng Lạc Hồng. Đánh 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 cả toàn dân cùng đánh, nước nguy biến đâu kể gì gai trai, lòng yêu nước dâng lên như muôn ngọn sóng thần, quét sạch bọn ngoại xâm yên bờ cõi sơn hà, chiến công tạc sự danh cao lên.